Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Mấy ngày vừa qua thì là chứng khoán Mỹ có những ngày lao dốc và đã giảm rất là sâu, đặc biệt là các cái quỹ an toàn như là cái chỉ số Nasdaq thể hiện qua cái quỹ VGT hoặc là những cái công ty về AI như là Nvidia, TSM và tất cả các cái công ty mà về AI đó thì đều nằm trong cái quỹ an toàn SMS. Và cái quỹ an toàn mà được xem như là tiêu chuẩn nhất và an toàn nhất đó là S&P 500 thông qua cái quỹ VLO. Tất cả các cái quỹ an toàn này đều giảm khá sâu trong những ngày mà thị trường chứng khoán lao dốc như vậy. Và mình á, thì 50-60% tổng giá trị tài sản của mình thì đều nằm ở trên chứng khoán Mỹ. Và mình nói 50-60% đó là cũng hơi nhẹ, bởi vì mình tính luôn cả mấy căn nhà mà mình đang sở hữu thì mình mới tính ra được là khoảng 50-60% tổng tiền tài sản của mình thì nằm ở trên chứng khoán Mỹ. Còn nếu như mà mình không có tính giá trị của mấy căn nhà thì chắc là mình nghĩ cũng 80-90% tất cả các giá trị tài sản của mình thì đều nằm ở trên thị trường chứng khoán Mỹ cả. Và những ngày mà thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc như vậy thì chắc là các bạn sẽ nghĩ á, nếu như mà hầu hết tài sản của mình đều nằm trên thị trường chứng khoán Mỹ mà chứng khoán Mỹ lại lao dốc như thế thì mình chắc hẳn phải rất là lo lắng và phải rất là sợ hãi, bởi vì những cái số tiền rất là lớn đến trên một vài triệu đô la mà nó giá trị nó giảm sụt như vậy thì có lẽ là rất là sợ hãi và rất là lo lắng, bởi vì nó sẽ giảm cái tổng tài sản của mình, tổng giá trị tài sản của mình. Thì mình nghĩ đó là cái tâm lý chung cho rất là nhiều người, đặc biệt là những người mới bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ. Và khi mà bạn bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ á, mà nếu bạn đầu tư không đúng chiến lược, bạn đầu tư theo những cái phong trào và theo những cái cổ phiếu nóng, theo những cái hội nhóm nào đó, thì bạn có thể để rất là nhiều tiền ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng mà cái số tiền bạn để ở trên thị trường chứng khoán Mỹ á, chưa chắc đã để trên những cái cổ phiếu đúng, nếu như mà hầu hết cái việc đầu tư của bạn đều đầu tư vào các cái cổ phiếu đơn lẻ, các cái cổ phiếu nóng thì bạn lo lắng và sợ hãi cũng là một cái chuyện rất là đúng đắn, bởi vì nếu như mà thị trường chứng khoán lao đã xuống rất là sâu như thế mà bạn tất cả tiền đầu tư của bạn đều nằm vào trong các cái cổ phiếu đơn lẻ cả thì mình nghĩ là bạn nên lo sợ và bạn nên sợ hãi là chuyện gì nó sẽ xảy ra. Đặc biệt nếu như mà thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc là bởi vì những cái cổ phiếu bạn đang nắm giữ giảm rất là sâu thì cái đó là một cái sự lo sợ mình nghĩ là chính đáng. Bạn nên lo sợ nếu mà bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ bằng cách mua rất là nhiều các cái cổ phiếu đơn lẻ. Và đó là cái chiến lược mà mình rất là nỗ lực để khuyên cộng đồng mình không nên làm theo. Bởi vì nếu như mà các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ và đầu tư nhiều vào các cái cổ phiếu đơn lẻ như vậy thì cái khả năng rủi ro là rất cao, đặc biệt là lúc thị trường lao dốc thì cái khả năng bạn mất nhiều hoặc thậm chí là mất hết luôn là rất là cao. Nhưng mà đối với mình á, khi mà mình bỏ 50-60% tiền đầu tư của mình, 50-60% tổng tài sản của mình vào ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì 90% cái số tiền đó, 95% cái số tiền đó nằm ở trong các cái quỹ an toàn như là VLO, VGT và SMS. Thì liệu mình có nên lo lắng và sợ hãi hay là không? Sáng hôm nay á, thì có một vài bạn để một vài cái comment trên những cái video của mình á, thì có bạn hỏi mình á, là mình có lo sợ chút nào không lúc mà thị trường lao dốc như vậy? Thì mình đã đầu tư chứng khoán Mỹ trong 12 năm vừa rồi, và trong 12 năm vừa rồi á thì mình đều đầu tư theo cái chiến lược an toàn và dài hạn này cả. 11 năm trước á thì mình hầu 100% tiền đầu tư và 50-60% tổng giá trị tài sản của mình thì đều nằm trong các cái quỹ VLO và VGT. Đến bây giờ thì mình có đầu tư thêm một ít các cái cổ phiếu lẻ, nhưng mà 90-95% tiền đầu tư của mình vẫn nằm trong các cái quỹ an toàn VLO, VGT, và gần đây thì mình có bỏ thêm tiền vào trong cái quỹ SMS bởi vì mình tin tưởng cái trào lưu AI hiện giờ nó sẽ tiếp diễn trong 10 năm tới và xa hơn nữa. Cho nên là mình quyết định bỏ một cái số tiền khá lớn vào cái quỹ an toàn SMS, là cái quỹ mà nó đại diện cho 25 công ty semiconductor, là những cái công ty mà sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ cái phong trào AI hiện giờ.
Và thành thật mà nói là trong 12 năm vừa rồi cho đến bây giờ mình chưa bao giờ cảm thấy lo sợ lúc mà thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo và lúc mà thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc cả. Cái lần duy nhất mà mình cảm thấy lo sợ là cái lần lo sợ một chút là cái lần mà pandemic nó vừa nổ ra. Pandemic nó nổ ra vào khoảng tháng 3 năm 2022, là thị trường cuối tháng 3 năm 2020. Cuối tháng 3 năm 2020 á, là thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu lao dốc bởi vì là nước Mỹ tuyên bố social distancing, tức là giãn cách xã hội và bế can tỏa cảng, không ai đi đâu được, không đi làm và rất là nhiều những cái bất ổn xảy ra. Và đó là lần duy nhất mà mình cảm thấy hơi lo sợ. Và cái lý do mà mình hơi lo sợ vào cái lúc đó là bởi vì một cái global pandemic là một cái chuyện nó hoàn toàn mới. Cái chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử mà từ khi mà mình bắt đầu sinh sống, từ khi mình được sinh ra và trong cái lịch sử gần đây mà mình biết đến được thì chưa bao giờ có cái chuyện global pandemic như vậy cả. Cho nên là không biết nó sẽ tiếp diễn như thế nào, tương lai của nó sẽ ra làm sao, cho nên mình hơi lo sợ một chút. Nhưng mà nó lại rất là short lived, tức là nó rất là ngắn hạn, nó chỉ xảy ra khoảng chưa tới 2 tháng thì đến khoảng đầu tháng 5 là cổ phiếu Mỹ bắt đầu tăng lên ngược trở lại rồi. Thì đó là lần duy nhất mà mình hơi lo sợ, còn tất cả những lúc khác mà lúc thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc á thì mình cảm thấy cực kỳ vui mừng và cực kỳ sung sướng, là bởi vì những lúc đó là những lúc mà mình có thể mua được giá cổ phiếu vào cả cái quỹ an toàn của mình với mức cái giá rất rất là rẻ, và mình có thể chờ đợi một cái thời gian rất là lâu dài bởi vì mình vẫn còn đến 20 năm nữa trước khi mình cần đến những cái số tiền trong các cái tài khoản đầu tư hưu trí của mình hoặc là trong các cái tài khoản đầu tư của mình. Cho nên là nếu mà bây giờ chứng khoán Mỹ lao dốc thì mình sẽ mua được giá thấp và mình sẽ mua được giá rẻ các cái quỹ an toàn đó. Và sau 20 năm tới đây khi mà thị trường Mỹ nó tăng ngược trở lại và nó tăng tốc trở lại thì mình sẽ được hưởng rất là nhiều các cái lợi ích từ cái việc tăng tăng tốc của thị trường và cái việc nó tăng ngược trở lại. Và mình á, thì mình rất là tin tưởng là thị trường chứng khoán Mỹ nó sẽ tăng ngược trở lại. Nó đã tiếp tục tăng trưởng trong 100 năm vừa rồi thì không có lý do gì trong 20, 30 năm tới chứng khoán Mỹ nó sẽ không tăng trưởng cả. Đặc biệt là nước Mỹ vẫn là cái quốc gia thịnh vượng nhất, vẫn là cái cường quốc lớn nhất ở trên toàn thế giới. Kinh tế Mỹ vẫn là cái nền kinh tế lớn nhất và cái nền kinh tế năng động nhất. Nó liên tục tăng trưởng và liên tục phát triển. Và thị trường chứng khoán Mỹ vẫn là nơi mà không nhận những cái công ty tốt nhất ở Mỹ tồn tại và phát triển, mà những cái công ty tốt nhất toàn cầu thì đều muốn đến được niêm yết ở trên thị trường chứng khoán Mỹ cả. Cho nên mình nghĩ trong 20, 30 năm tới thì vẫn chưa có cái chuyện gì thay đổi cho nước Mỹ, cho kinh tế Mỹ và cho chứng khoán Mỹ. Cho nên những lúc mà thị trường nó xuống như vậy thì là những lúc mà mình quyết định mua nhiều hơn nữa và là rất là vui mừng, rất là vui mừng để được mua với giá rẻ và mua nhiều hơn nữa, và sau này thì mình sẽ hưởng lợi được từ cái chuyện đó. Lúc mà thị trường lao dốc ngày hôm thứ tư á, là thị trường suy sụp rất là nặng, cổ phiếu Nasdaq giảm đến gần hơn 3%, chỉ số S&P 500 thì cũng giảm hơn 2%. Thì lúc mà mình làm cái bài phân tích đó thì là có một bạn thân của mình xem cái bài phân tích đó và gọi cho mình và nói á, là cái bài phân tích thì nói chứng khoán Mỹ lao dốc nặng nề và tổn thất nặng nề, mà mặt á, thì là cứ cười tươi như là hoa và rất là vui vẻ hạnh phúc. Thì cái đó thật sự là trong lòng mình rất là vui vẻ hạnh phúc, cho nên là có nhiều khi mình cũng không giấu được cái cảm xúc trong lòng của mình. Cho nên mặc dù thì nói chứng khoán Mỹ lao dốc và cả thị trường thì đỏ rực cả một màu phượng đỏ luôn, mà mặt mình thì lại cứ tươi như hoa và vẫn cứ cười khi mà nói những cái chuyện như vậy, là bởi vì thật tình á, là trong lòng mình rất là vui thích và rất là vui mừng, là bởi vì chứng khoán Mỹ nó lao dốc như vậy thì mình sẽ có cơ hội để mua nhiều hơn nữa và để mua ở những cái giá rất là rẻ. Nhưng mà mình biết á, là trong cộng đồng của mình có rất là nhiều người sẽ lo lắng và sợ hãi. Và vì sao á, là mình có một cái số lượng tài sản rất là lớn nằm trong chứng khoán Mỹ mà mình vẫn cảm thấy rất là vui mừng và rất là hạnh phúc, trong khi rất là nhiều người, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu đầu tư vào chứng khoán Mỹ thì cảm thấy rất là lo lắng và sợ hãi lúc mà thị trường nó lao dốc như vậy. Cái đầu tiên á, nếu như mà bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ nhưng mà hầu hết số tiền của bạn đầu tư đều đầu tư theo cái chiến lược an toàn và dài hạn,
thì mình tin tưởng rằng bạn không cần phải lo lắng và sợ hãi gì cả. Và chút xíu nữa mình sẽ cho bạn các cái ví dụ và các cái dẫn chứng để mình đảm bảo rằng là bạn không cần phải lo lắng và sợ hãi. Và cái vì sao là mình bây giờ mình không hề cảm thấy lo lắng và sợ hãi, trong khi bạn á, thì bạn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Mình nghĩ cái sự khác nhau lớn nhất đó là kiến thức. Mình đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ và mình có được một cái kiến thức rất là bền vững, rất là chắc chắn về cái cách thức hoạt động ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và mình biết chắc chắn sẽ có những lúc thị trường chứng khoán Mỹ nó lao dốc như thế nào. Và mình rất là vui mừng và sung sướng lúc mà nó lao dốc như thế nào. Trong khi bạn mới đầu tư, bạn chưa có được một cái kiến thức bền vững và một cái kiến thức chắc chắn về cái cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán Mỹ. Cho nên á, là bạn cảm thấy rất là lo sợ và sợ hãi bởi vì bạn không biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra và cái khoản tiền bạn đã mua chứng khoán Mỹ á, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với cái tài sản của bạn, đến với cái net worth của bạn. Bởi vì những cái khoản tiền đó là những cái khoản tiền thứ nhất là lớn, thứ hai là rất là khó khăn bạn mới kiếm được và tiết kiệm được. Cho nên mà khi thị trường chứng khoán nó lao dốc như vậy thì mình hoàn toàn có thể hiểu được là bạn lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà mình tin chắc với các bạn, nếu như mà các bạn có một kiến thức giống như mình và các bạn chịu khó học hỏi những cái kiến thức quan trọng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì bạn cũng sẽ đạt đến cái điểm giống như mình, bạn không còn lo lắng và sợ hãi nữa. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn một vài ví dụ, và ở đây là những cái ví dụ này không những là chỉ là ví dụ ở trên cái việc đầu tư chứng khoán mà nó sẽ là ví dụ cho những cái trường hợp khác nữa mà các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Ví dụ giống như là trong những cái ngành bác sĩ, trong các cái bệnh viện, hoặc là khi mà bạn bay trên máy bay, hoặc là đến những cái chuyện rất là bình thường là bạn uống thuốc hoặc là bạn đi mua sắm, thì sẽ có rất là nhiều các cái ví dụ như vậy mà mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy á, là khi các bạn có kiến thức, các bạn sẽ không còn sợ hãi và lo lắng lúc mà thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc như vậy nữa. Và đó là những lúc mà các bạn cảm thấy vui mừng và tự tin và lạc quan nhiều hơn nữa. Thì cái ví dụ đầu tiên mà mình chia sẻ với các bạn á, nếu mà các bạn đi mua hàng ở siêu thị ở Mỹ, thì các bạn biết á, là cho hầu hết các cái mặt hàng mà các bạn mua, thì nó có những cái nhãn hàng rất là nổi tiếng và những cái nhãn hàng mà nó được gọi là private label. Thì những cái nhãn hàng mà private label á, là của các cái siêu thị mà bạn muốn mua hàng. Và các cái nhãn hàng đó là các cái siêu thị đó nó tự làm. Ví dụ như là bạn mua dầu gội, bạn mua nước uống, bạn mua giấy paper towel, bạn mua những cái sản phẩm rất là thiết yếu trong gia đình của bạn. Nếu bạn vào Walmart, hoặc là bạn vào Target, hoặc là bạn vào Costco, thì Walmart, Target và Costco đều có những cái mặt hàng tương tự nhưng mà dưới các cái nhãn hàng nó gọi là private label. Thì những cái nhãn hàng private label đó nó do Walmart, Target và Costco tự sản xuất, tự bán và thường là nó bán với giá rẻ hơn khá nhiều so với những cái mặt hàng mà của các cái công ty lớn như là Procter and Gamble, như là Unilever, vân vân. Và nếu mà các bạn thấy hai cái chai dầu gội đầu nó gần gần giống nhau, mà cái chai dầu gội đầu của Procter and Gamble á, nó tính giá đến 30 đồng một chai, trong khi của Costco á, thì nó chỉ tính á, là khoảng 20 đồng một chai thôi, thì nó rẻ hơn gần đến 30-33%. Thì có rất là nhiều người á, sẽ cảm thấy là cái chai dầu của Procter and Gamble nó sẽ tốt hơn. Và mặc dù nó đắt hơn đến 10 đô la trên một cái chai dầu như vậy, bạn vẫn muốn mua với là 30 nghìn. Trong khi có những người sẽ rất tự tin mua cái chai dầu của Costco dưới cái nhãn hàng Kirkland của nó. Và rất là tự tin là bạn cũng có cái chất lượng giống như là cái chai dầu gội đầu của Procter and Gamble. Nhưng mà cái giá trị nó thấp hơn hẳn. Và bạn sẽ rất ngạc nhiên khi mà bạn biết được á, những cái người mà sẵn sàng và tự tin mua cái chai dầu gội đầu của Costco á, và dưới cái nhãn hàng Kirkland á, là những cái người đó lại là thường là những cái người giàu hơn những người mua cái chai dầu gội đầu 30 đồng, và thường là những người có giáo dục cao hơn là những người mà mua cái chai dầu của Procter & Gamble. Cái đó mình nghĩ là một cái sự ngạc nhiên đối với nhiều người.
Nhưng mà research đã chỉ ra rằng á, những cái người mà có thu nhập cao và có cái education tốt hơn thì họ tin tưởng hơn vào những cái private label. Họ biết những cái private label này được sản xuất có nhiều khi là cùng một cái nhà máy luôn, chứ không phải là khác nhà máy nữa. Cùng một cái nhà máy, cùng một cái nguyên vật liệu, chỉ khác nhau một chút về cái công thức của nó. Cho nên á, là những cái người mà thu nhập cao và có kiến thức cao á, thì họ biết cái chuyện đó, họ có kiến thức về cái chuyện đó. Cho nên họ rất là tin tưởng, mặc dù họ bỏ ra 20 đồng để họ mua cái chai dầu gội đầu của Kirkland, của Costco, nhưng mà họ có được cái giá trị cũng khoảng 29 đồng, thậm chí là cả 30 đồng luôn. Trong khi những người mà có thu nhập thấp hơn và có kiến thức, có cái education nó thấp hơn á, thì họ lại không có được cái kiến thức đó. Và họ chỉ đánh giá hai cái sản phẩm này dựa vào giá và dựa vào những cái quảng cáo mà họ thấy được mà thôi. Cho nên là đối với những người đó thì là việc mà họ nên mua cái chai dầu 30 đồng, bởi vì họ tin chắc là cái chai dầu 30 đồng nó sẽ có chất lượng cao hơn là cái chai dầu của Costco chỉ có giá 20 đồng mà thôi. Và phần lớn là những cái suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm cả. Cho nên á, là cái đó người ta đã chứng minh được rất là nhiều các cái research, và đây là một cái research mà từ Harvard Business Review người ta chứng minh được rằng á, những cái private label, cái khách hàng mà mua cả cái private label này thường là những cái khách hàng có thu nhập cao và lại có education cao hơn nữa. Thì đó là một chuyện. Chuyện thứ hai á, là tương tự như vậy, nhưng mà đối với cái ngành thuốc tây á, thì các bạn biết là các bạn có thể mua những cái thuốc mà là được sản xuất bởi những cái công ty dược phẩm rất là lớn, như là Johnson & Johnson, như là GSK, như là Pfizer, các cái như là Novartis, như là Eli Lilly, rất là nhiều các cái công ty dược có tên tuổi, rất là có danh tiếng và có tên tuổi, thì họ sản xuất ra các cái loại thuốc, và các cái loại thuốc nó gọi là branded, tức là các cái loại thuốc này được sản xuất bởi các cái công ty đó, và các cái công ty đó thông thường là người ta phải có bằng sáng chế, có bằng phát minh, thì người ta cũng sản xuất ra các cái loại thuốc này để bán luôn. Nhưng mà sau khi bán một thời gian á, thì các cái loại thuốc tây này nó sẽ hết hàng, các cái trademark của nó và các cái bằng phát minh của nó sẽ hết hàng, và các cái trademark và các cái bằng phát minh đó nó được trở thành tài sản chung của nhân loại. Thì có rất là nhiều các cái công ty khác nó bắt đầu sản xuất những cái thuốc tương tự, dùng cái công thức, cái trademark và các cái patent của những cái công ty dược đó để sản xuất. Thì các cái loại thuốc đó nó được gọi là generic drug, tức là các cái loại thuốc mà được sản xuất theo công thức và theo cả cái nguyên vật liệu của những cái công ty mà nó phát minh ra cái chuyện đó, nhưng mà cái bằng phát minh của họ đã hết hàng rồi. Cho nên là bây giờ ai sản xuất dùng cái công thức và cái bằng phát minh của các công ty đó đều được cả, thì thông thường sau 10 năm hoặc là mười mấy năm đó thì các cái bằng phát minh đó nó sẽ hết hàng, và rất là nhiều các cái công ty có thể sản xuất những cái generic drug như vậy. Thì đã có những cái study và những cái research đã chỉ ra rằng á, là những cái người mà dược sĩ hoặc là những cái người mà hoạt động trong lĩnh vực y dược á, bác sĩ, dược sĩ, y tá, thì người ta tin tưởng vào các cái loại generic drug này nhiều hơn là cái general public như là bạn với mình. Và những cái đối tượng á, mà tin tưởng là các cái generic drug này nó cũng tốt như là cả cái branded drug, mặc dù giá của nó có nhiều khi là chỉ bằng 1 phần 10 hoặc là 1 phần 5 hoặc là 1 phần 4, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Cho nên á, là cái này lại là một cái chuyện nữa khẳng định để cho bạn thấy á, là nếu như mà bạn có kiến thức về một cái lĩnh vực nào đó thì bạn sẽ tin tưởng cái chất lượng của cái lĩnh vực đó và bạn sẽ lạc quan hơn. Và khi mà bạn mua các cái sản phẩm trong cái lĩnh vực đó, nếu như mà bạn có kiến thức tốt và bạn có cái sự hiểu biết tốt trong cái lĩnh vực đó, thì bạn sẽ có cái quyết định đúng đắn hơn cho cái tình hình tài chính của bạn. Thì ở đây là một cái nghiên cứu mà nó được rất là nhiều các cái nghiên cứu như vậy, và để người ta kiểm tra là những cái generic drug này nó có được tín nhiệm bởi các cái đối tượng nào, thì cái finding của họ nó rất là rõ ràng. Những người á, mà có higher education và những người hoạt động trong các cái ngành này
thì họ hiểu là các cái generic drug này nó được sản xuất sử dụng đúng y chang như công thức và sử dụng các cái nguyên vật liệu giống như là các cái loại thuốc mà original hoặc là những cái loại thuốc branded, và nó được bán với giá thấp hơn rất là nhiều, thì người ta sẵn sàng mua các cái loại thuốc này khi mà họ có một cái kiến thức tốt như vậy. Thì đó là cái ví dụ thứ hai. Cái ví dụ thứ ba, nếu như mà các bạn bay máy bay á, những lúc mà nó bay qua những cái vùng mà thời tiết xấu á, mà máy bay trong trên mà nó lắc lư á, thì mình và bạn là người rất là sợ hãi, và coi như là mình cũng là bay rất là nhiều, nhưng mà cứ mỗi lần đi qua những cái khu vực thời tiết xấu như vậy là mình cực kỳ sợ và mình là cực kỳ lên tim, cho nên á, là mình cứ nhắm mắt và cầu nguyện thôi. Và những lúc đó mà nếu các bạn để ý á, là các cái cố tiếp viên hoặc là những người phi công á, thì họ cảm thấy rất là bình thường và rất là tự tin. Bởi vì có nhiều khi mà mình bay từ Mỹ về Việt Nam á, và bay qua những cái khu vực thời tiết xấu như vậy, thì khi mà máy bay nó lắc lư và chống chân như vậy á, thì mình cứ nhìn vào các cố tiếp viên thôi để mà mình cảm thấy tự tin hơn. Bởi vì họ vẫn làm việc, họ vẫn đi, họ vẫn phục vụ, họ vẫn làm như không có chuyện gì. Sắc mặt họ không hề thay đổi, không hề có một cái sự lo lắng, lo sợ gì cả. Họ quá như là không có một cái chuyện gì đang xảy ra vậy. Mình á, thì mình ngồi rất là sợ và bám chặt vào thân mẹ, bám chặt vào thành ghế, và coi như là trong trong đầu á, thì cứ cầu nguyện. Nhưng mà đến khi mình nghĩ cái sự cầu nguyện tốt nhất á, là cứ nhìn vào các cố tiếp viên đó, và mình nghĩ á, họ làm trong cái lĩnh vực này ngày nào họ cũng bay như vậy cả, những cái chuyện này họ trải qua rất là nhiều rồi, và họ biết được, họ có những cái kiến thức, họ có những cái training vì sao máy bay nó đang bị lắc lư như vậy, vì sao máy bay nó đang rung rinh như vậy, họ có training và họ trải qua hết tất cả các cái chuyện đó rồi. Nếu mà họ không sợ thì mình cũng không nên sợ, bởi vì mình không hoạt động trong cái lĩnh vực đó, mình không có được các cái training như vậy, mình không hiểu được những cái yếu tố sâu xa ở trong cái chuyện đó, nhưng mà họ là người làm trong cái lĩnh vực đó, họ có training, cho nên bởi vì họ có kiến thức, họ có kinh nghiệm, cho nên họ cảm thấy cái chuyện đó không là cái gì cả, họ không có hề lo sợ lo gì cả, họ biết trước sau gì nó cũng bay qua cái khu vực thời tiết xấu đó, không có việc gì phải lo sợ cả, cho nên khi mà mình nhìn vào họ thì mình cảm thấy tự tin hơn. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái ví dụ mà trong những cái lĩnh vực như vậy, nếu bạn có kiến thức và bạn có kinh nghiệm thì bạn không có gì phải lo sợ cả. Một cái ví dụ cuối cùng là cái ví dụ gần đây mà mình trải qua, là má mình gần đây đã có phải đi giải phẫu, và cái giải phẫu đó nó thật ra tiếng Việt mình thì cũng rất là nghe, cũng rất là serious, nó gọi là hip replacement surgery, là một cái giải phẫu để thay khớp xương hông. Và như mà các bạn nghe đến cái từ hip replacement là các bạn cảm thấy nó rất là ghê gớm và nó rất là khủng bố, nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà đến khi mình nói chuyện với người bác sĩ mà sẽ làm cái giải phẫu đó cho má mình á, và tất cả những người y tá gây mê tất cả mọi thứ, họ coi như là việc rất là bình thường, và cái người bác sĩ nói á, là cái này ông làm ít nhất là cũng phải 10 ca một tuần, cho nên là ông này thì ông chỉ chuyên về giải phẫu về hip replacement thôi, và ông nói là ông làm ít nhất 10 ca một tuần, thì cái ca của má mình là thuộc loại cái ca rất là nhẹ, và má mình có một cái khả năng chịu đựng rất là tốt, và má mình có những cái cơ địa rất là tốt, cho nên là không có gì phải lo lắng cả này nọ. Thì má mình và mình đều cảm thấy là rất là lo lắng và rất là run và rất là sợ hãi, thì cái sự sợ hãi đó nó rất là rõ ràng ở trên mặt của má mình với mình. Nhưng mà nhìn vào những cái người y tá và những cái người bác sĩ á, thì họ coi như là rất là bình thường, đặc biệt là cái người bác sĩ chính chịu trách nhiệm cho cái cuộc phẫu thuật này. Thì mình cũng áp dụng một cái cách như vậy, mình nói nếu như những người bác sĩ này một tuần họ làm 10 mười mấy ca mổ, và những người y tá này, những người bác sĩ gây mê này nọ, họ cảm thấy rất là bình thường, không có một cái vấn đề gì cả, thì mình nên lấy cái sự tự tin của họ làm cái sự tự tin của mình, bởi vì họ có kiến thức và họ có kinh nghiệm và họ trải qua cái chuyện này rất là nhiều lần rồi. Một tuần họ trải qua đến mười mấy ca như vậy, trong khi cả đời á, thì mình mới làm một lần, cho nên là mình sợ hãi và mình lo lắng là đúng. Nhưng mà cái đó mình không nên sợ hãi và lo lắng nếu mà cái người bác sĩ và những cái người y tá họ nói như vậy. Và sau cái cuộc phẫu thuật đó, họ cũng trấn an mình là mọi chuyện rất là tốt, không có vấn đề gì lo lắng cả. Thì mình và má mình cũng không nên quá lo, bởi vì họ có kinh nghiệm và họ có kiến thức như vậy. Thì bây giờ quay trở lại về cái câu chuyện đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn này, nó cũng đến từ kinh nghiệm và kiến thức. Những cái lúc mà thị trường nó xuống dốc như vậy thì các bạn cũng tưởng tượng giống như là bạn bay một cái chuyến bay dài từ Mỹ về Sài Gòn, sẽ có những lúc nó đi qua những lúc thời tiết xấu, nó bị rung rinh chống chênh một chút. Nhưng mà nếu bạn bay hàng ngày, bạn bay hàng năm thì bạn sẽ cảm thấy chuyện đó không có là gì cả, rốt cuộc rồi á, thì nó cũng đưa bạn về đích, rốt cuộc rồi chứng khoán Mỹ nó cũng sẽ tăng.
Và cái chuyện đó là cái chuyện mà mình cảm thấy rất là vui mừng khi mà rất là nhiều người trong cộng đồng của mình á có vẻ như là đã ngộ đến cái chuyện này rồi. Thì ngày đây là ngày hôm nay, ngày hôm vừa rồi thì mình có làm một cái bài để phân tích tình hình thị trường chứng khoán Mỹ, thì có rất là nhiều các cái phân tích, có rất là nhiều các cái comment như là bình thường. Thì đây có một cái comment của cái chị này, và mình cảm thấy đây là một cái comment mà nó phản ánh đúng được cái chuyện á. Nếu như bạn có kiến thức và bạn có kinh nghiệm rồi thì bạn sẽ không cảm thấy lo sợ và sợ hãi trong những cái trường hợp như thế này. Chị này chị nói là chứng khoán ở tất cả các nước trên thế giới không có một mã nào mà tăng hoài được khi lên khi xuống, nhưng mua các quỹ ETF thì an toàn hơn vì nó không tự dưng biến mất, bởi vì đấy là các cái quỹ mà cho cả thị trường chứng khoán Mỹ, cho cả mấy trăm công ty công nghệ, cho cả mấy chục công ty về semiconductor, thì nó không tự biến mất được, bởi vì bạn sẽ có một cái công ty nào đó nó bị phá sản và nó biến mất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng mà nếu bạn đầu tư vào cả thị trường, bạn đầu tư vào một cái nhóm công ty như vậy thì bạn không có gì phải sợ hãi cả. Không từ biến mất như là các cổ phiếu riêng lẻ, chiến lược mua hàng tuần hoặc hàng tháng để balance cổ phiếu đó thì tính tiền quân bình quân tiền lời hàng năm cũng lời và rất an toàn. Mình chơi chứng khoán Mỹ trên 10 năm rồi nhưng giờ mình mới biết đến chiến lược này, và đến bây giờ thì tiền lời cũng được 25% so với trước đây. Và bây giờ thì mình chơi với cái tư thế rất an toàn, khi xuống thì mình mua nhiều hơn, cảm giác chơi chứng khoán thư thái lắm chứ không còn như trước đây nữa. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Thì chị này á, bạn thấy là chị đã chơi chứng khoán Mỹ trên 10 năm, nhưng mà từ trước đến giờ thì chị chơi chứng khoán theo phong trào và theo những cái cách chọn cổ phiếu một cách rất là ngẫu nhiên và rất là tự nhiên, và theo các cái đội nhỏ ở trên mạng, không có một cái chiến lược, không có một cái cách hiểu biết cái cách thức thị trường chứng khoán Mỹ hoạt động. Thì gần đây khi mà chị tham dự cái chương trình hội viên kim cương của mình để chị học cái cách chơi chứng khoán Mỹ an toàn theo cái chiến lược an toàn, cái chứng khoán Mỹ theo cái chiến lược an toàn và dài hạn này, thì bây giờ chị cảm thấy rất là thư thái và rất là bình tĩnh. Bởi vì sao? Bởi vì chị biết á, cuối năm rồi, cuối cùng rồi thì chứng khoán Mỹ nó cũng sẽ tăng trưởng. Nếu mình đầu tư vào cả thị trường chứng khoán Mỹ và mình đầu tư theo cái chiến lược an toàn này, thì những lúc nó rớt như thế này thì cũng giống như những lúc mà máy bay nó hơi bị rung rinh một chút mà thôi, không có vấn đề gì lớn cả. Cho nên á, cuối cùng rồi á, thì nó cũng sẽ tăng ngược trở lại, và cái chuyện này nó đã được chứng minh trong 100 năm vừa rồi. Không có lý do gì trong 20, 30, 40, 50 năm tới nó thay đổi cả. Đặc biệt hiện giờ bạn thấy là ở trên toàn quốc, ở trên toàn cầu, nước Mỹ nó vẫn là cái nước quan trọng nhất, cái cường quốc lớn mạnh nhất. Kinh tế Mỹ vẫn là một cái nền kinh tế năng động nhất và phát triển tốt nhất. Nhiều công ty thành công ở Mỹ sẽ thành công ở trên toàn thế giới. Và các bạn thấy cái chuyện đó nó rất là rõ ràng. Những cái công ty mà thành công ở Mỹ như là Apple, như là Google, như là Facebook, như là Amazon, như là Microsoft, tất cả nó đều thành công ở trên toàn thế giới, và đó là những cái công ty lớn. Mình kể những cái công ty nhỏ như là Spotify, như là Netflix, và các bạn nhớ rằng Spotify nó không phải là cái công ty Mỹ, nó là một cái công ty Thụy Điển mà nó cũng phải qua bên này để nó niêm yết, và ai cũng tưởng nó là một cái công ty Mỹ cả. Bởi vì sao? Công ty nào thành công nhất cũng muốn qua bên này cả. Công ty Arm nó là một cái công ty của Anh mà nó cũng phải sang bên này để nó niêm yết, bởi vì đây là cái thị trường mà tất cả các cái công ty quan trọng nhất, các cái công ty thành công nhất của nước họ muốn sang bên này để niêm yết. ASML là một cái công ty của Hà Lan, TSM là một cái công ty của Taipei cũng đều muốn niêm yết ở đến thị trường chứng khoán Mỹ cả, bởi vì đây là cái nơi quy tụ những cái tinh hoa nhất, những cái quan trọng nhất về đây để cùng tăng trưởng và cùng phát triển. Cho nên á, nếu như mà bạn có kiến thức thì bạn sẽ không cảm thấy lo sợ và lo lắng như vậy. Cho nên nếu mà bạn mới đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ, hoặc là bạn chưa đầu tư trừ thì vào thị trường chứng khoán Mỹ bao giờ cả, nhưng mà bạn đang suy nghĩ và muốn đầu tư để chuẩn bị cho cái cuộc sống hưu trí của bạn tốt hơn, hoặc là bạn giống như cái chị này, đầu tư đã hơn 10 năm rồi nhưng mà không có những cái hiểu biết nền tảng về thị trường chứng khoán Mỹ và không có một cái chiến lược an toàn chắc chắn, thì mình nghĩ là bạn nên gia nhập cái chương trình hội viên với mình, chương trình hội viên kim cương, để bạn có thể học được các cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn của mình. Và gần đây á, thì khi mình giới thiệu cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu, thì bạn thấy cái chị đó đầu tư chứng khoán Mỹ đã 10 năm rồi, nhưng mà chị sau khi chị học thì
chuyện cái bài cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu này, thì chị cảm thấy tự tin và lạc quan vô cùng khi mà chị đầu tư chứng khoán Mỹ. Thì cái này là cũng cái cảm giác của mình đầu tư cái này đã 12 năm rồi, nhưng mà mình lúc nào mình cũng cảm thấy tự tin và lạc quan. Bởi vì sao? Bởi vì mình tin vào nước Mỹ, mình tin vào nền kinh tế Mỹ, và mình tin vào thị trường chứng khoán Mỹ. Và cái chiến lược đầu tư của mình chỉ là cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn mà thôi. Mình không chơi theo các cái chiến lược giàu nhanh, phá sản nhanh. Mình không chơi theo các cái chiến lược mà rất là phổ biến trên những cái kênh YouTube khác, trên những cái đội nhóm khác, bởi vì mình biết chắc chắn trước sau gì thì cũng mất tiền. Chỉ có cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này mới là cái chiến lược quan trọng nhất cho cộng đồng của mình, cho cộng đồng của mình theo dõi. Cái chiến lược này á, cái khóa học này thì mình đã làm được khoảng hơn một tháng rồi, và mình làm rất là nhiều bài học trong cái chuyện trong cái khóa học này. Thì mình các cái bài học của mình nó rất là chi tiết, nó rất là cụ thể, cung cấp cho bạn không những là các cái kiến thức nền tảng mà những cái thông tin mới nhất, cũng như là những cái kỹ năng cần thiết nhất để tất cả các bạn ai cũng được, không biết tiếng Anh cũng được, mới sang sang lâu rồi chưa bao giờ chơi chứng khoán Mỹ, đã chơi chứng khoán Mỹ 10 năm giống như chị này rồi, cũng có thể theo cái khóa học này. Và sau khi theo cái khóa học này, mình đảm bảo với các bạn sẽ có một cái lòng tin cực kỳ, và các bạn sẽ rất là lạc quan, và các bạn sẽ đạt được điểm giống như cái chị này vậy. Bây giờ thì chị mới chơi theo cái chiến lược này, và bây giờ thì chị chơi với tư thế rất an toàn, khi xuống nhiều thì mình mua nhiều hơn, và cảm giác chơi chứng khoán thư thái lắm, chứ không còn lo lắng, không còn lên tin giống như trước đây nữa. Thì mình cũng theo cái chiến lược này, và đây cái chiến lược này cũng làm cho mình trong 12 năm vừa rồi không chưa bao giờ mình cảm thấy lo sợ, và mình cảm thấy là nên bán cả. Mình luôn luôn là cứ mua thêm, không mua nữa. Ví dụ cái lúc mà pandemic mới nổ ra vào tháng 3 và tháng 4 năm 2020 á, thì mình có dừng mua, đó là duy nhất là 2 tháng là mình dừng mua. Còn 12 năm vừa rồi không có tháng nào mình dừng mua cả, mình mua liên tục. Lúc mà giảm giá thì mình còn mua nhiều hơn nữa. Năm 2022 là năm mình mua nhiều nhất, bởi vì năm đó là mình tăng tiền tất cả các cái khoản chi tiêu để đổ vào mua. Mình biết một năm mà nó đang đi xuống như vậy là cái cơ hội tốt nhất cho mình, đặc biệt là mình còn đến 20 năm nữa mình mới về hưu. Cho nên á, là các bạn nên tập trung tích lũy kiến thức. Khi mà các bạn có kiến thức rồi thì các bạn cảm thấy cái chuyện này nó rất là an toàn và nó rất là bền vững, không có cái gì thay đổi được cả. Kiến thức là cái quan trọng nhất. Và khi mà bạn trở thành hội viên kim cương của mình á, thì ngoài cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ cho những người mới bắt đầu này, còn rất là nhiều khóa học nữa. Mình làm một cái khóa học về Roth IRA, tài khoản hưu trí tốt nhất ở Mỹ. Mình làm một cái khóa học về tài khoản đầu tư cho con của bạn. Sắp tới mình lại làm thêm một cái khóa học về cái cách đầu tư vào các cái loại trái phiếu, bởi vì mình thấy gần đây cộng đồng của mình rất là quan tâm đến những cái chuyện trái phiếu, cho nên mình quyết định bỏ thời gian để nghiên cứu tìm hiểu, làm một cái khóa học về các cái loại trái phiếu mà các bạn có thể đầu tư. Thì mình sẽ làm thêm một cái khóa học về đầu tư trái phiếu nữa để cộng đồng của mình có thể tham khảo thêm và có thể đầu tư vào các cái loại trái phiếu an toàn hơn nữa, bền vững hơn nữa, lâu dài hơn nữa. Ngoài ra, khi mà bạn tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương này á, thì mình còn làm thêm một hàng ngày mình đều làm thêm những cái phân tích chuyên sâu mà chỉ dành cho các bạn hội viên kim cương. Và những cái phân tích chuyên sâu này thì giúp các bạn hiểu rõ hơn về những cái thay đổi của các cái cổ phiếu nóng, những cái thay đổi của các quỹ an toàn, cũng như là những cái trào lưu chính, những cái chiến lược chính ở trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện giờ. Mình chắc chắn với các bạn á, khi mà các bạn có được kiến thức, các bạn có được những cái kinh nghiệm từ mình đã đầu tư cái chiến lược này mười mấy năm rồi, có những người trong cộng đồng của mình đã đầu tư chứng khoán Mỹ mười mấy năm luôn rồi, và bây giờ có được những cái chiến lược này, thì mình tin tưởng là các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Cho nên những cái lúc mà thị trường đang xuống như vậy, đặc biệt là khi mà thị trường xuống là bởi vì những cái yếu tố bên ngoài, chứ không phải là bởi vì các cái công ty ở trên thị trường nó hoạt động không hiệu quả. Nếu như mà cả 500 công ty đồng loạt giảm lãi suất, đồng loạt thay đổi các cái ước tính về lợi nhuận tương lai của họ, lợi nhuận của họ giảm không có đạt được, lợi nhuận trong tương lai của họ cũng giảm luôn, thì cái đó mới là những cái chuyện quan trọng nhất. Bởi vì giá cổ phiếu cuối cùng rồi á, cái yếu tố quan trọng nhất là lợi nhuận của công ty. Nếu công ty giảm lợi nhuận và làm giảm lợi nhuận trong tương lai thì cái đó là những cái sự sụt giảm lâu dài. Còn nếu như mà khi thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm là do những cái tin bên ngoài, do những cái câu chuyện bên ngoài như vậy, thì đó là những lúc rất là tốt để cộng đồng mình mua thêm nếu như mà các bạn vẫn còn đầu tư 10-20 năm nữa. Alright, thì mình thấy là hiện giờ chứng khoán Mỹ
trong những ngày tới, trong những tháng tới nó rất là biến động và nó rất là chao đảo, cho nên mình muốn làm cái video này để chia sẻ với các bạn vì sao những lúc nó chao đảo như vậy bạn cứ bình tĩnh nếu bạn đầu tư theo đúng chiến lược. Và đầu tư theo đúng chiến lược có nghĩa rằng 90-95% tiền đầu tư của bạn phải mua các cái quỹ an toàn này, đừng có bỏ quá nhiều tiền cho các cái cổ phiếu đơn lẻ. Mặc dù nó có tốt đến mức độ nào đi nữa, bạn cũng đừng bỏ quá nhiều tiền vào các cái quỹ đơn lẻ, các cái cổ phiếu đơn lẻ. Nó tốt đến mấy đi nữa thì cũng sẽ có lúc nó suy sụp và sẽ có lúc nó phá sản, mà bạn không biết lúc nào thì nó xảy ra cái chuyện đó. Cho nên lúc đó thì đã quá trễ rồi, cho nên là chỉ nên đầu tư theo cái chiến lược an toàn mà thôi. Alright, mình hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này. Nếu các bạn thích cái bài phân tích này thì nhớ bấm cho mình một nút like. Nếu các bạn có comment gì, đồng ý hay là không đồng ý, hoặc là khen chê gì cũng được, thì các bạn viết vào một comment giúp cho mình. Nếu các bạn theo dõi channel của mình một thời gian rồi và đã có những lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế từ channel của mình, thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương. Mình biết các bạn sẽ tốn 20 đồng mỗi tháng, nhưng mà mình cam đoan với các bạn và đảm bảo với các bạn những cái lợi ích kinh tế và tài chính bạn nhận được khi trở thành hội viên kim cương nó sẽ tốt hơn và nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với là cái chi phí rất là nhỏ 20 đồng mỗi tháng. Và cả rất là nhiều bạn hội viên kim cương đã nói với mình đó, đó là cái khoản chi phí mà họ cảm thấy là xứng đáng nhất, xứng đáng đến từng penny, cho nên là mình hy vọng các bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Và đó cũng là một cách mà các bạn có thể ủng hộ mình thêm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo. Bye bye.